Hello, xin chào bạn và chào bạn Natalia nhé. Thì trong clip là mình sẽ chơi vị tướng Veda. Bởi vì sắp kết thúc kỳ nghỉ hè rồi, các bạn học sinh, các bạn sinh viên sẽ gặp lại cô giáo thân thương, cô giáo thân yêu của các bạn. Đó, thực sự là nhiều bạn rất nhớ cô giáo và cô giáo cũng rất nhớ các bạn. Chính vậy mình mới làm video clip chơi vị tướng Veda cùng bộ trang phục cô giáo rất là to. Và chắc chắn là cô giáo sẽ mời các bạn lên bảng đếm số A0, lên bảng kiểm tra răng miệng xem có vệ sinh sạch sẽ hay không nha. Rồi, rất tốt. Uầy, tính ra làm choáng mà không ngờ là pha cấu rỉa của Lactaria thốn hơn tiếng rốn. Đầu game thì khả năng solo mà mình chắc chắn là thua Lactaria rồi. Em ấy vừa chào mình lại cho mình một phát cấu rỉa rất thối anh em ơi. Lẩy lên cũng siêu nhanh, hai chiêu rồi xong đám lính rồi và đi ganh về Arthur. Arthur có thấy là Natalia lên trên không? Kìa, Arthur về đi. Rất cẩn thận nha, đợt lính thứ 2 hoặc thứ 3 sẽ ganh đấy. Ấy, bịt ngay mà tầm 1:30. Bó tay chấm cơm rồi. Cái này cô giáo làm sao mà quạt tốt được. Thực sự là cô giáo nhiều khi cũng rất là vất vả em ơi. Thứ nhất là kiểm thức đêm để chuẩn bị giáo án để ngày mai truyền đạt kiến thức thật tốt cho các bạn. Thứ hai là phải gọi nhiều bạn học lực không tốt, chăm chút các bạn nhiều hơn, gọi các bạn lên bảng đến số không, các bạn lên bảng nhiều hơn để kiểm tra bài. Đó, giúp các bạn có tinh thần học tập tốt hơn. Và trận đấu này cô giáo rất khổ em ơi. Tiếp tục Arthur lên bảng điểm số. Bạn Murat thì bây giờ mới ra cho áp cam một chút xíu. Rồi, có giết được một mạng, tuyệt vời. Có một mạng còn hơn không. Trong khi đó Arthur thì chết hai mạng rồi. Rất là khổ khi bị thọt. Veda là vị tướng pháp sư mạnh ở thời điểm từ gần cuối trận đến cuối trận. Nghĩa là phải có đồ tầm 3 món đồ phép thì một combo sẽ mới bá đạo được. Còn thời điểm đầu game thì các bạn chủ yếu bằng khả năng khống chế bằng chiêu 2 thôi, choáng 1.5 giây, hỗ trợ team. Chứ đam thì không nhiều, giết các bạn máu yếu thì có thể giết được. Còn các bạn full máu thì chỉ khả năng cấu rỉa thôi. Nhất là cái khả năng cấu rỉa bằng chiêu 1 của Veda được tăng cường. Đó, và nhiều anh em muốn hỏi mình về cái vị tướng pháp sư đầu tiên của trò này, combo 3 này chơi như nào, bằng ngọc giam sao. Thì các bạn cùng theo dõi nha. Tất nhiên là cái phong cách chơi thì đấy mình vừa nói rồi, nó mạnh ở phần cuối game. Còn đầu game thì chủ yếu là cái combo cấu rỉa thôi anh em ơi, 2-1. Đó, cuối game thì combo tiến tức địch lên bảng điểm số rất nhẹ nhàng bằng chiêu 2, kích hoạt luôn chiêu 3 và ném chiêu 1. Đó, combo chỉ có đơn giản như vậy thôi anh em ơi. Rồi, không đến tầm chiêu cuối nha. Còn đến tầm chiêu cuối chắc chắn là chết. Xong Murat rồi, uầy, bị xiên đỏ hết cả người. Còn trang bị các bạn theo dõi bên dưới nhá. Thực sự trận đấu này rất là khổ rồi. Quá khổ luôn chứ phải rất là khổ. Mất trụ top. Dừng thì am cam chí xíu bị thọt này. AD thì Ram thì đi theo AD này. Đó nên dừng khá là thọt. Mà Ram đi theo AD để gây ép được trụ. Đó là cái vấn đề chính em ơi. Không sao. Tẹo được cô giáo lên thần hay không, cô giáo có đồ rồi thì sẽ khác bọt rất nhiều. Đồ thì các bạn theo dõi bên dưới nha. Còn bà Ngọc tốt cho vị tướng Veda thì các bạn dùng như sau. Ngọc đỏ công phép xuyên giáp phép, ngọc tím ma hút máu phép, ngọc lục các bạn sẽ sử dụng bằng ngọc máu tối đa hồi chiêu. Và rất thốn. Rồi về anh em ơi, thôi xong. Xong hết cả bánh kẹo rồi. Ăn được một mạng trả hai mạng, 27 rồi. Thực sự đầu game thì bạn rất khỏe với Natalia Skirt. Ép cô giáo về trụ không nổi cơ. Sợ thật. Như vậy là cô giáo hơi bực của nha.
Ôi giá bực lên thì cho tất cả lên bảng đánh số đấy. À không, lên bảng kiểm tra răng miệng đấy. Veda vị tướng pháp sư, kỹ năng đơn mục tiêu. Các bạn chú ý nhá, đơn mục tiêu. Chính vì vậy những pha giao tranh các bạn phải chọn vị trí đứng thật tốt, như kiểu các bạn đánh AD ấy. Con này mà chọn cái vị trí mà không ok là thôi xong. Có kỹ năng thì chúng ta mới ra thò mặt ra tấn công thôi. Để thả xong kỹ năng chúng ta lui về sau. Đó, rất là an toàn và hiệu quả. Đặc biệt những vị tướng sát thủ áp sát là cô giáo Veda tầm giữa game và cuối game thì chắc chắn là bốc hơi. Với combo 2, 3, 1 vô cùng nhanh gọn. Rồi xong. Trận đấu này thì các bạn thể thấy đấy, Natalia đầu game rất mạnh. Như vậy thì mình cứ ôm farm cái đã. 28 rồi. Để phán đoán được đối thủ của chúng ta. Đối thủ mạnh đầu game thì chúng ta đánh đầu game ôm farm. Đối thủ yếu đầu game thì chúng ta đánh gank nhiều. Đó, thì phải phát huy tối đa sức mạnh của những bạn đi đường giữa. Ôm farm mà hỗ trợ đồng đội thôi, chứ ít tổ chức những pha gọi là đi gank. Bởi vì đi gank có khi là chết ngược, bởi vì đi mạng mạnh quá. Joker rồi Skirt rồi Nata, Nagrod đầu game rất khỏe. Phải đợi cho Alice, Veda rồi Violet, thậm chí là Bugatti khỏe lên đã. Rất tối các bạn thấy chưa, cần thò mặt gần ra quả trụ thôi là ăn quả cầu hắc ám mà mặt rồi, rất là thốn. Cuộc đời vẫn đẹp sao, ôm trụ vẫn thật vui. Đấy các bạn thể thấy đang đeo danh nhiều khi ôm trụ rất là vui. Rồi, Skirt đi lẹ, đi lẹ, thả chiêu 2, thả chiêu cuối, lém chiêu 1, chắc chắn chết. À, tầm cô giáo Veda có level 12 thì các bạn sẽ thấy sức mạnh vị tướng này nha. Chính vậy các bạn chơi Veda không được đi ẩu, không được đi ẩu, không được ảo tưởng sức mạnh đầu game, không được đi lẻ một mình. Đó, những nghiêm cấm khi đánh Veda là chúng ta phải chú ý những điều như vậy. Mặc dù là vị tướng pháp sư đầu tiên của trò chơi Mobile, nhưng mà vẫn còn nhiều anh em chưa hiểu được cái nối rõ cái phong cách chơi của Veda đâu. Rồi, kinh quá này thì uầy, chiêu hai chết luôn kìa. Dính cái chiêu cuối của Alice bị giảm giáp phép, bắn chiêu hai rất thốn. Rồi Skirt chết ngay trong một đốt nhạc. 58 anh em ơi, cố lên. Đó, một combo cấu chìa nhẹ nhàng là thên này, gần gần ngất rồi. Chiêu cuối không có chiêu cuối à? Ôi Excalibur kìa. Đợi tí mà thôi, để tìm bạn sẽ lên ngay. Hay quá, tuyệt vời Murat ơi. Đó, team mình có Alice mà cứ thủ là team bạn có chịu, team bạn có chịu thì cũng không làm gì được. Nhiều khi là người thủ là khiến người công rất là khó chịu. Công ghép được trụ, mạng thì không ăn được thêm. Đó, khó chịu kiểu farm đến lúc mà cái team thủ người ta lết hơn ý, thì late game người ta lại giành chiến thắng thôi. Thì các bạn phải đánh giá được sức mạnh các vị tướng của team mình mà đưa ra một lối đánh hợp lý. Thực ra đấu giải người ta sẽ có rất nhiều các chiến thuật, nhưng mà mình không phải đấu giải, mình chơi vui thôi. Thì quan trọng là gì anh em ơi? Mình cũng biết là tướng này đánh như thế nào hiệu quả thôi, chứ không cần quá mau me làm gì cho đau đầu. Ở chơi Liên Quân Mobile thì chúng ta lấy chủ yếu là chơi cho vui thôi mà. Đó, các bạn thấy combo khỏe chưa? Đây là level 11, 11 nha. Level 12 thì chắc chắn các em sẽ nên là đẹp số với cô.
Ôi, không có S rồi, rất chậm. À, bị bắt cô giáo. Ghê nha. Thực sự thì mình cũng rất sợ Lacrosse. Bởi tầm này mình một combo chưa thể chết Lacrosse được. Mà cái chiêu cuối của Lacrosse nó rất kinh khủng. Rồi, Thành dùng hết chiêu cuối chắc chắn là chết rồi cô giáo. Wow, bắn tốn thế dốc cơi. Cô giáo Veda cũng rất mạnh với cái lối chơi đó là lúc bụi thần trưởng. Lúc bụi xong bất ngờ tung combo. Đó, chắc chắn là chắc cơ chết. Như các bạn có cái phong cách chơi thường xuyên lúc bụi thì thường đánh rất là hay. Bởi vì đó là những bạn có cái tính kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì xuất hiện mới tỏa sáng được. Chứ nhiều anh em mà hơi nóng vội hay là muốn tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức, muốn tìm mục tiêu để tiêu diệt, nhiều khi là sẽ bị phục kích đấy. Ok, đó là những cái kiến thức cơ bản chơi các cái game MOBA. Chúng ta phải có tính kiên nhẫn, rồi thả chiêu thôi chứ đừng có vào là sấp mặt ngay. Người con gái tên là Veda. Ôi trời, thủ đô anh em ơi, đừng ngủ ra. Ông chủ đợi thời cơ mà, tầm phút thứ 12 là bắt đầu là thủ là quá dễ rồi. Chú ý với là vị tướng pháp sư đơn mục tiêu nha anh em ơi, tướng phải đa mục tiêu, có mỗi chiêu một thôi. Tiếp tục Joker chết, ăn kinh công nè, la cờ rót và tiếp tục thả chiêu cuối có mạng tiếp theo không hỗ trợ. Tim bạn ăn kinh công không thành công rồi là rót đấy. Ôi không thả tim thành công rồi anh em ơi, ôi thả tim thành công có khi là rót chết. Natalia này kinh quá, định là xiên kinh công đấy, thả tim chắc chắn chết. Nagrod thả tim chắc chắn chết. vẫn chưa chết à? Bắt Nagrod chắc chắn là chết rồi. Kia hay quá, còn xíu máu mà làm sao mà chạy được anh em ơi. Ok, như vậy là thủ thành công rồi. Bây giờ có thêm một kinh công và led thì mình thì phá trụ cũng siêu nhanh. Arthur thì cần nên cái áo choàng băng giá là ok rồi, không cần nhiều. Team có xạ thủ đầy trụ là dễ lắm anh em ơi, nhất là vị tướng Violet bắn tít xa. Nagrod chưa chết được anh em ơi. Đó, nhưng mà thả chiêu một rất là thấm. Ép trụ trên này các bạn ơi, chưa ép vào nhà chính đâu. Rồi ăn ngay team Skirt chết luôn. Tính thanh niên ra định Skirt xếp mà không ngờ là sấp mặt với cái chiêu thả team của cô. Đó các bạn thấy đây, game là cái thả team nó liên tục mà khống chế vô cùng khó chịu. Mặc dù là đơn mục tiêu thôi nhưng mà khống chế đến 1,5 giây. Như vậy là trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi anh em ơi. Thì 21-22 giây mới ra thì sao mà đỡ được.
Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ Hubo, huấn luyện viên eSport là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.